Chào ông chủ, tôi tên là Nguyễn Thành Nguyên, năm nay tôi 27 tuổi, tôi cao 1m66, tôi nặng 57kg, tôi chưa kết hôn. Hiện tại ở Việt Nam tôi đang làm cho công ty sản xuất gỗ công nghiệp, bộ phận vận chuyển. Cảm ơn. Chúng em ngồi xuống. 1, 2, 3, 4, 5, gặp mình. 1, 2, 3, 4, 5, chống đẩy hít đất. 1, 2, 3, 4, 5, thôi đứng lại cú chào.